Xin chào cô chú anh chị, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho cô chú anh chị hai cái loại thuốc chuyên diệt mối mọt cho tre. Thì hiện tại là cái dòng tốt nhất là dòng Chitlin nha, nếu mà trường hợp mình muốn sử dụng mà số lượng nhiều thì mình dùng Chitlin. Còn Chitlin nó không có chai nhỏ nha, còn hiện tại có dòng Delta Octosa nó có chai nhỏ. Thì nếu trường hợp diện tích nhỏ thì mình mua cái chai Delta Octosa, còn diện tích lớn nên mua cái dòng Chitlin thì Chitlin nó ok hơn nha. Còn trường hợp đối với tre, trường hợp tốt nhất là mình nên ngâm là sử dụng dòng Chitlin ngâm thì 1 lít pha được 1000 lít nước, có thể là ngâm được 6 đến 8 khối gỗ đây. Còn trường hợp đã lên thành phẩm rồi thì mình sử dụng một trong hai, trường hợp ít thì sử dụng Delta. Đây mình phải để cái cần nó sát vô cái kẽ của cái tre nha, mình phun vô trong rồi để cho cái nước nó dội vô tường nó văng ra, chứ còn mình phun ở ngoài á, cái đang bị mà mình phun ở ngoài, mình phun cái mặt ngoài của tre á, nó không thấm được vô tới trong rồi bắt đầu nó không hết nha. Mình cố gắng mình phun kỹ nha, là phun làm sao cho nó nước nó vô cái kẽ rồi nó dội ngược kìa. Phun càng kỹ càng tốt nha cô chú anh chị, chứ còn mà mọt á, nó ăn phía trong rồi mà mình phun ở ngoài sương sương là không hết được nha. Trường hợp những cái nhà mà có nhà lá gì nè, nó vẫn bị mọt nha, nó vẫn rơi những hạt li ti như bột xuống đó. Mình phun mình ngăn ngừa luôn. Còn riêng cái dòng mà Chitlin hay dòng Delta chúng ta là một cái thành phần duy nhất nó sẽ diệt được con mọt nè, ngăn ngừa luôn mối nè, những con côn trùng nè như ruồi, mũi, kiến, gián nè, bò chét nè, gít nè, bò cạp, là phun là bò ra chết hết nha cô chú anh chị. Nên mà trường hợp mình phun một lần, nếu trường hợp nhà mình đang bị mọt mình phun mình ngăn ngừa hết luôn, nhưng mà mình phun kỹ hết toàn bộ diện tích rồi thì mình phun xong là mình toàn bộ nước ăn nước uống là mình phải dẹp ra ngoài, mình dẹp ra ngoài trước mình phun nha. Còn người nhà thì phải cũng ra ngoài luôn. Còn mình phun xong là mình cách ly 3 tiếng đồng hồ, ít nhất 3 tiếng đồng hồ rồi vô mình dọn dẹp lại nha cô chú anh chị. Trường hợp mà những chỗ nào mà nằm ngủ đồ á, liên quan cái nằm ngủ thì mình lau chùi kỹ vô. Còn mấy cái tre này mình phun xong rồi đó, mình không ảnh hưởng gì hết, mình cứ để nguyên gì. Tại cho nó khô lại là không ảnh hưởng gì tới sức khỏe người hết. Còn trường hợp mà nhà có trẻ em nhỏ đó thì mình nên cho đi một ngày. Cái link sản phẩm á, mình có để bên dưới. Anh chị, cô chú, anh chị á, có nhu cầu á, thì đặt mua á, thì đặt trực tiếp lên cái link luôn. Rồi cảm ơn cô chú anh chị. Thấy cái gì, cái phương pháp mà xử lý mọt cho tre cái nào hay á, cô chú anh chị để dưới bình luận á. Có những cách mà diệt mò ngăn ngừa mọt tre tốt á, thì cô chú anh chị để xuống bình luận rồi để cho mọi người cùng biết thêm. Cảm ơn cô chú anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại.